Vừa qua tại huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc EVN-MPC đã tổ chức lễ gắn biển công trình trạm biến áp 110 kV Hưng Hà 2. Đây là sự kiện thiết thực hướng tới chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Tổng Công ty, đồng thời có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Bình. Dự án trạm biến áp Hưng Hà 2 và nhánh rẽ là công trình năng lượng cấp 2 nhóm C được xây dựng phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 và quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV đã được Bộ Công Thương phê duyệt. Trong quá trình triển khai dự án, chủ đầu tư cùng các nhà thầu thi công đã gặp phải rất nhiều những khó khăn, song với sự giúp đỡ và cuộc quyết liệt của các cơ quan, chính quyền địa phương, đến nay dự án đã hoàn thành và đưa vào vận hành khai thác. Việc hoàn thành dự án trạm biến áp 110 kV Hưng Hà 2 đã góp phần đảm bảo chất lượng điện năng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho các cụm khu công nghiệp và các phụ tải khu vực huyện Hưng Hà, giảm bán kính cấp điện, giảm tổn thất điện năng của lưới trung áp trong khu vực, đồng thời tạo các mạch vòng trung áp với các trạm biến áp 110 kV lân cận. Điều này tạo sự linh hoạt trong cấp điện và thuận tiện trong việc quản lý vận hành, cũng như đảm bảo cung ứng đầy đủ điện năng phục vụ tăng trưởng kinh tế xã hội của tỉnh, góp phần tạo đà cho tỉnh Thái Bình tiến nhanh trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa.